Hân hoan chào đón tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Cho tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Thu, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Thu, hiện đang là giám đốc phát triển kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam. Thay mặt cho công ty, cho Thu được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thưa các anh chị, cuộc sống là cả một hành trình thay đổi không ngừng. Chúng ta từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành đến khi xây dựng gia đình và khi về già, ai trong chúng ta cũng mong muốn cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, mong muốn con cái ăn học thành tài, hay mong muốn được ở những ngôi nhà đẹp, sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Và đâu đó chúng ta còn mong muốn được đi du lịch đâu đó mỗi năm vài ba lần trong và ngoài nước sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chúng ta còn mong muốn khi về già được an nhàn thành thơi hưu trí. Các anh chị có đồng ý với Thu rằng ai trong chúng ta, những người làm bố, những người làm mẹ đều mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân mỗi chúng ta, đến với những người thân yêu của chúng ta. Tuy nhiên những mong muốn đó không phải ai cũng thực hiện được. Bởi tại sao? Bởi trong cuộc sống này nó có rất nhiều những biến cố. Biến cố Thu đang muốn nói tới đó chính là tai nạn, đó chính là ốm đau. Thưa các anh chị, như các anh chị thấy, có rất là nhiều các anh chị buổi sáng sau khi chào tạm biệt những người thân yêu đi làm, nhưng chưa chắc buổi tối đã về đoàn tụ đoàn viên cùng với gia đình. Bởi tại sao? Bởi tai nạn. Khi tai nạn có cái biến cố đó xảy ra, nó lấy đi những cái nguồn thu nhập chính mà những người trụ cột như các anh chị ở đây, nó lấy đi cái quyền lợi có thể đồng hành cùng với người thân yêu của chúng ta. Chắc hẳn trong khán phòng ngày hôm nay, Thu tin chắc có rất nhiều các anh chị có những cái giải pháp hữu hiệu để thực hiện được những cái kế hoạch, những cái dự định mà các anh chị mong muốn. Có những anh chị có cái kế hoạch bằng cách rút tiền mặt hay gửi ngân hàng, hay có những anh chị có kế hoạch bằng cách đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán và mua vàng tích trữ. Tuy nhiên các anh chị có đồng ý với Thu rằng gửi ngân hàng hay rút tiền mặt sẽ có cái cám dỗ, đó chính là cám dỗ chi tiêu. Cám dỗ chi tiêu này sẽ làm cho cái kế hoạch mà các anh chị đặt ra chắc chắn sẽ không thực hiện được. Và gửi ngân hàng, gửi tiết kiệm, chắc chắn cái dự định đó của các anh chị đều không thực hiện được. Bên cạnh đó, đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán hay mua vàng, tuy nhiên nó không có cám dỗ chi tiêu, nhưng nó lại có biến động về sóng, biến động về giá. Khi biến động đấy xảy ra thì cái kế hoạch, những cái dự định chắc chắn trong chúng ta đều không thực hiện được. Cuộc sống rất là nhiều những mong muốn, tuy nhiên có những cái không mong muốn. Vậy các anh chị đã có cái giải pháp gì riêng cho mình chưa? Như các anh chị thấy, trong buổi tối ngày hôm nay, trên tay Thu luôn cầm một cái vật dụng, các anh chị nhìn thấy có quen không ạ? Rất quen đúng không ạ? Bởi vì là cái này chúng ta sử dụng thường xuyên, chúng ta sử dụng hàng ngày. Vật trên tay Thu đang cầm đó chính là khẩu trang. Thưa các anh chị, cái giá trị của cái khẩu trang này như các anh chị thấy nó rất là nhỏ thôi. Nó chỉ đâu đó 35-40 nghìn một hộp thôi. Nhưng có những thời điểm như các anh chị thấy, những thời điểm nó đẩy lên đỉnh điểm 400-500 nghìn, nhưng chúng ta vẫn phải mua, chúng ta vẫn phải sử dụng nó, mua bằng mọi giá. Bởi tại sao? Bởi khẩu trang này nó bảo vệ các anh chị trước cái đại dịch mang tên đại dịch Covid. Và các anh chị có muốn Thu chia sẻ một cái khẩu trang mà bảo vệ các anh chị trọn đời không tăng giá không ạ? Vâng, hôm nay rất hân hạnh được đồng hành và chia sẻ cùng với anh chị một cái giải pháp mà có thể dùng trọn đời không tăng giá. Giải pháp Thu đang muốn chia sẻ với anh chị đó chính là khẩu trang bảo hiểm nhân thọ. Khẩu trang bảo hiểm nhân thọ mà Thu nói tới, nó có thể bảo vệ các anh chị đến năm 80 tuổi, bảo vệ trọn đời không tăng giá. Nó có thể bù đắp ngay cái khoảng khuyết nếu không may cái biến cố. Thu chỉ nói là không may. Khi không may cái biến cố đó là tai nạn xảy ra, không may cái nguồn, khi tai nạn xảy ra, cái nguồn thu nhập của các anh chị, nguồn thu nhập của những người trụ cột
nó không còn, thì cái khẩu trang bảo hiểm nhân thọ này nó đáp ứng ngay cái phần khuyết đó. Và khẩu trang bảo hiểm nhân thọ nó chính là cái phần khuyết bù đắp lại nếu như cái biến cố mà không may các anh chị không thể đồng hành cùng với người thân yêu của mình. Khẩu trang bảo hiểm nhân thọ sẽ thay các anh chị thực hiện lại cái, những cái kế hoạch, những cái ước mơ mà các anh chị đề ra. Thưa các anh chị, vậy các anh chị có muốn nghe sâu hơn về cái khẩu trang bảo hiểm nhân thọ mà Thu giới thiệu tới không ạ? Vâng, và để nghe sâu hơn thì các anh chị vui lòng nghe chia sẻ của anh Trần Văn Dũng, hiện đang là giám đốc phát triển kinh doanh công ty trách nhiệm hạn bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam. Anh Dũng sẽ chia sẻ những cái công năng, những cái tác dụng của cái khẩu trang bảo hiểm nhân thọ dùng trọn đời không tăng giá. Và Thu hy vọng sau cuộc hội thảo ngày hôm nay, các anh chị sẽ tự trang bị được cho mình một cái khẩu trang đúng đủ để các anh chị có thể bình an trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn. Thay mặt cho công ty, cho Thu được chúc toàn thể tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay một buổi tối vui vẻ, chúc sức khỏe các anh chị và chúc các anh chị sẽ tự trang bị được cho mình với khẩu trang đúng đủ. Cho Thu được gửi lời chào cảm ơn trân trọng nhất.